Dạ, em xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu những cái mã nồi mà hiện giờ shop em đang bán được chạy, số lượng cũng nhiều nha cô chú anh chị. Thì em bán chạy những phần đó nên em giới thiệu đi thế giới thiệu lại để cho cô chú anh chị cập nhật thêm những cái phần đó. Thì lượng nồi của em nè, cô chú anh chị thấy nó lưng cái khúc giữa rồi, bán cũng nhiều lắm, lưng hết cái khúc giữa này nhưng cô chú anh chị cũng khá lớn. Đó, đây là những bộ nồi chính hãng, cụm giường heo chính hãng nha cô chú anh chị. Đây là những cái hàng mẫu của shop em. Em bỏ ra ngoài nè, đây là cái chuông của FCC nè, bỏ ra ngoài thì nó sét nha cô chú anh chị. Này để ý thấy nó sét, tại vì nó bỏ ra ngoài nó không có chất bảo quản cô chú anh chị. Đây là cái đầu chuông của rim nè, rim thái, đầu chuông dài. Đây là đầu chuông gia công loại xịn nè. Đây là chuông chính hãng nè. Đó, chính hãng bỏ ra ngoài nên cũng sét nha cô chú anh chị. Nay em kiểm lại thấy sét nhiều quá. Thì em giao hàng là giao những cái bộ mới nha cô chú anh chị, đó là những cái bộ mẫu của em. Thì để em quay lại những cái bộ mà bán chạy để em cầm cái bộ bố đây nè. Bán chạy nhất vẫn là bộ nồi quay ếch 114 lò xo. Tại vì sau này là mình thấy cái bộ này là bán chạy nhất đó cô chú anh chị. Tại cái lượng xe mà hãng Honda bắt đầu quay Alpha 110 á, RSX tới bây giờ nó vẫn là một cái bộ nồi duy nhất này. Thì số lượng sau này có thể là bán đáng vượt luôn bộ KFE, bộ quay ghim nha cô chú anh chị, bộ quay ếch 114 lò xo. Thì cái bộ này á, những cô chú anh chị mà đi chiếc quay RSX đời đầu á, là cái bộ không có lò xo nè, nhìn thấy nó yếu yếu nha cô chú anh chị. Cái khoảng cách con nó ngắn á, mình vô số cảm giác nó hơi nặng số, thì mình thay lại những bộ này. Thì cơ cấu tạng máy là như nhau nên cô chú anh chị an tâm giữa phần đó. Mình bán chính hãng 1.250.000. Thì tại sao mà cô chú anh chị hỏi mình không lấy cái đầu chuông và cụm bố của chính hãng? Tại vì cụm đầu chuông và cụm bố chính hãng nó không, nó là 100% là như nhau. Thì nhiều cô chú anh chị cũng đi vô hãng mua rồi, mua gì cũng cụm bố ngắn, cũng gọi sơ shop em là như vậy. Mà cô chú anh chị cứ an tâm đi, người kỹ sư người ta gáp trên cái xe cả lô xe của cả thế giới luôn. Thì cả lô xe không phải của nước mình không, ngay cả của Thái Lan hay Indo gì cũng chạy cái bộ này hết. Thì á, cô chú anh chị an tâm, người ta đã tính rất là kỹ rồi. Riêng cái lực ma sát thì không có tính vào bố dài đâu. Cô chú anh chị đang lầm tưởng cái thấy cái mắt bằng mắt của mình á, là dài là ngon, cái gì bự là ngon, cái gì lò xo nhiều là ngon. Lò xo nhiều là ngon không đúng. Thì nhiều cô chú anh chị cố tình là mua 5 sở lò xo làm cho cái số mình vô muốn gãy chân luôn cô chú anh chị, nặng thêm chứ không làm cái gì đó. Thì mình bán chủ yếu chính hãng, thì đây là combo chính hãng K09, mở ra nó là như vậy nè. Rồi mình sẽ mở ra bên trong, bên trong có cái lồng đền. Thì khi gáp á cô chú anh chị cẩn thận, mình đừng để rớt lồng đền, thì mình gáp nó vẫn vô được bộ nồi mà các con không được, cứ đưa đúng vậy tét miếng mỡ bò vô. Thì VS10 á, mình chạy mình thấy đặc điểm nó gào, nó hú rất là nhiều do nó sẽ mòn cái lỗ này nè, lỗ nhôm. Thì những cái tầng răng này nó giọng á, nó lỏng, nó giọng thôi. Thì tùy cô chú anh chị muốn đóng hay không đóng thì tùy cô chú anh chị. Mà cái giá trị bây giờ 1.250.000 mà nhiều chứ cô chú anh chị mà tự lắp nó rẻ dữ lắm rồi. Thì mình khuyên, thì cái combo trong đây nè là cái lá muống màu đen. Thì đây là chính hãng, mình không nói thì nói nhiều nha cô chú anh chị, tại mình bán cũng gần giáp năm rồi. Đây là cái lá bố trong đây là mình đang có bán chính hãng luôn của FCC nè. Thì cái lá bố trong đây là màu đen, đặc biệt lá chính hãng cô chú anh chị thấy nó sẽ xấu, nó phầy xước 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 từng cái điểm này nè. Này cô chú anh chị nè, thấy nó không phải xước xước trắng trắng mấy cái đầu chân nè, nó mới gọi là hàng chính hãng. Thì trong đây là ba cái tấm lá thép, là lá thép chấm bi đó để nuôi nhớt thêm chứ không phải là lá xếp chấm bi này để tạo cái độ nhám để bắt bố, là không phải. Chấm bi đó để nhớt nó nuôi trong đó chứ không phải là để bắt bố hơn. Nhưng cô chú anh chị cứ đóng đóng đóng, những cái tấm này là có chỉ số chống trượt nên rất là ngon. Là trong cái bộ này là nó là xài cái bộ này đó, lá bố màu đen. Đây là cái cụm bố kèn, cụm bố của nó nè, cụm bố QS10 nè. Đây lò xo màu xanh, đây là cái chính hãng thì không lẫn vào đâu được cô chú gì, cầm trên tay là không có chê vào đâu được từng cái phôi từng cái cành. Rồi đây nè, đây là cái chuông chính hãng QS10, là cái rọ bi nó là như thế này. Nó cô chú anh chị tưởng tượng như ai mà gành phu mập á, là nó khác nhau. Cái rọ bi như thế này nè, rọ bi như thế này, và cái cục bố, cái phôi á, cái phôi sắt nó khác nhau chỗ này luôn. Thì cô chú anh chị phải mua đúng rồi mới gấp vô QS10, cứ luyện vô thôi. Còn thí dụ như ai mà thích bố càng dài thì chỉ mua cái bộ bố lẻ thì có bố càng dài nè, mình quăng vô, mình khại, mình tách những cái này ra mình quăng vô. Thì cô chú anh chị cứ có thể là bán cho tôi cái chuông, bỏ lại bán cho tôi cái này rồi gì nhiêu đây thôi nè, rồi anh thích bố càng dài
rồi giữ cái xương của mình, khung xương này lại nè, rồi mình gắn vô, mình bán thì luôn cho những cao su ba kèn, an tâm. Mình kỹ từng mức đó, tại vì mình biết cô chú anh chị nếu quên cái gì hay là thiếu lắp được cái gì, không lắp được cái gì là nó kêu nó làm đủ trò hết nha cô chú anh chị. Tại vì nhiều khi cô chú anh chị mình thì nói chung là không phải là hay ho gì, nhưng mà mình góp ý rồi đó, không phải nghe những cô chú anh chị than phiền nhờ mình gấp bị gì mình nghe mình biết chứ. Đây là bán đồ chính hãng thì nó vô khuôn rồi, nhiều khi lỗi là cô chú anh chị lắp lỗi thôi chứ không ai lắp lỗi hết. Lỗi là phải coi lại cô chú anh chị lắp sai. Đây mình bán là bán vô khuôn chính hãng. Rồi nè cô chú anh chị, chính hãng nè, chính hãng thì sẽ cái đầu chuông nó có cái vát và cái dấu để mình canh nè. Cứ chính hãng cái lật lên cho mình, cái kìm tìm cái một cái chỗ nó sẽ có cái vát nè, cái vát nè. Cái vát màu hồng này nè, rồi trên đây nó có vát mình nó kéo về trùng lại nhau nè. Là chính hãng, nhìn vậy là biết chính hãng rồi. Còn thí dụ như những cái đồ gia công nha, đồ gia công để mình coi. Đồ gia công thì đây mình đây chuông gia công nè. Thí dụ chuông gia công thì đâu có điểm vát như vậy đâu. Nó tròn luôn, cái chuông gia công thì kéo một răng giúp mình nha. Đó, vậy thôi. Thì ở dưới là của quay 100 nè. Quay 100 thì cũng là vậy thôi, cũng vậy thôi, nó khác gì cấu hình tí xíu. Thì cô chứ anh chị đừng có ham mà ấy, bộ nồi là bắt ngon nè, vô số nhẹ nè mới gọi là bộ nồi ngon. Giống như nồi mà vô số như thiêu chờ ấy, mới gọi là nồi ngon. Đây nồi phu neo, phu ít, phu mập cái phần khung bên đây nha cô chứ anh chị. Là đầy đủ hết nè, phu neo, phu ít, phu mập. Khác nhau chân sắt là không chân sắt nè. Thì khác nhau cái hình rọ bi nè. Rồi bố thì xài chung nè. Rồi chuồng heo xài riêng nè. Chuồng heo là hai mã chuồng heo khác nè, KIZ nè, KBH nè. Rồi như có chứ đây là bộ chính hãng chịu 650 của mình nè, còn rất là nhiều. Chính hãng là nó mắc nha cô chú anh chị, mà cô chú anh chị chạy cái bộ chịu 250 dưới đây nè, ngon nè. Đây là bộ VS nè, bộ chịu 250. Nó khác nhau cái chuông nè. Chứ anh chị thấy không có lẫn lộn gì đâu được. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị, mua hàng thì liên hệ theo cái số 0866830039. Rồi ai thích càng dài thì tự mua gì kệ, càng bỏ vô nha các chú anh chị.